đến với bản tin thứ bảy ngày 29 tháng 4 ngày hôm nay nha mọi người. Và hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 cũng như là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Thì ekip của Tin Tức Nóng chính thức các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ, nhiều niềm vui bên gia đình, người thân, bạn bè của mình. Và sẽ có nhiều chuyến đi chơi gọi là vui hết sức, gọi là hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mọi người phải mất thời giờ thêm nữa, chúng ta bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong tin tức ngày lễ 10 tháng 3 này nha mọi người. Phần lớn nạn nhân giáo phái nhịn ăn tới chết là trẻ em. Bộ trưởng Nội vụ Khindiki cho biết đã phát hiện 109 thi thể liên quan giáo phái nhịn ăn tới chết, trong đó đa số là trẻ nhỏ. Những báo cáo chúng tôi thu được cho thấy đa số các thi thể là trẻ em, tiếp theo là phụ nữ rồi tới đàn ông. Bộ trưởng Nội vụ Kenya Kuture Khindiki nói với các phóng viên hôm 28 tháng 4, thông báo về quá trình tìm kiếm những thi thể liên quan giáo phái nhịn ăn tới chết trong khu rừng Sakahola. Ông Khindiki cho biết, qua quan sát sơ bộ, giới chức Kenya cho rằng nhiều nạn nhân không tử vong vì chết đói, dường như một số người còn sử dụng các phương pháp cực đoan khác như tự làm bị thương chính mình. Bộ trưởng Nội vụ Kenya gọi kẻ gây ra cái chết của người dân liên quan giáo phái là khủng bố. Ông nói thêm, chính phủ Kenya sẽ công bố những biện pháp mới nhằm quản lý các nhóm tôn giáo từ tuần tới. Paul Mackenzie Nithea, người sáng lập giáo phái Tin lành quốc tế ở Kenya từ năm 2003, bị cảnh sát bắt hồi giữa tháng. Người này bị cáo buộc thuyết phục các tín đồ nhịn ăn tới chết. Mackenzie và nhóm luật sư chưa đưa lên tiếng về sự việc. Ezenki Orero, nhà thuyết giáo của một nhà thờ gần khu rừng Sakahola, hôm 27 tháng 4 cũng bị bắt. Tài liệu của cảnh sát cho thấy một số trường hợp tử vong liên quan nhà thờ của Odero từ năm 2022 tới năm 2023 và thi thể của những người này có thể đã được chuyển tới khu rừng Sakahola. Bản tin tiếp theo trong ngày, ông Zelenka nhờ ông Tập giúp đưa trẻ em Ukraine về nước. Tổng thống Zelenka cho biết đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đưa trẻ em Ukraine được sơ tán sang Nga về nước. Chúng ta cần kêu gọi các bên gây áp lực lên Nga và những người đã di chuyển rất nhiều trẻ nhỏ của chúng ta khỏi đất nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 28 tháng 4, đề cập tới việc Nga sơ tán trẻ em nước này khỏi các khu vực xảy ra xung đột. Theo ông Zelensky, Liên Hợp Quốc cùng nhiều bên muốn hỗ trợ, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Vì vậy tôi đã kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc giúp, Tổng thống Ukraine nói. Tổng thống Zelensky hôm 26 tháng 4 lần đầu điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ khi xảy ra xung đột ở Ukraine. Phía Kiev cho hay đã có cuộc điện đàm dài và ý nghĩa với lãnh đạo Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này sẽ nỗ lực hướng tới việc ngừng bắn ở Ukraine càng sớm càng tốt, nhấn mạnh đàm phán là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột. Bắc Kinh sẽ không đứng ngoài cuộc nhìn đám cháy, cũng không đổ thêm dầu vào lửa, không lợi dụng khủng hoảng để trục lợi, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh. Nga cho biết họ ghi nhận việc Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực thiết lập một tiến trình đàm phán, song nói thêm Ukraine và phương Tây đã cho thấy họ có khả năng làm rối tung bất kỳ sáng kiến hòa bình nào. Mỹ và nhiều nước châu Âu cũng cho rằng cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Ukraine là tin tốt lành, mở ra triển vọng giải quyết xung đột. Tòa hình sự quốc tế hôm 17 tháng 3 phát lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy quyền của Tổng thống Nga phụ trách quyền trẻ em Maria Lvova-Belova với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Tòa hình sự quốc tế cho rằng hoạt động nói trên diễn ra sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát. Nga tuyên bố động thái của tòa hình sự quốc tế là vô nghĩa vì Moscow không nhận thẩm quyền của tòa án này. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia nói Moscow chỉ muốn bảo vệ trẻ em Ukraine khỏi mối nguy hiểm mà hoạt động quân sự có thể gây ra. Thêm rằng cáo buộc trẻ em Ukraine bị cưỡng ép đưa tới Nga hoàn toàn bị thổi phồng. Ông Nebenzia cũng cam kết Nga sẽ đưa các em nhỏ được sơ tán khỏi vùng xung đột trở về Ukraine khi đủ điều kiện an toàn. Bà Vova Belova hôm 4 tháng 4 cho biết Nga đã tiếp nhận hơn 5 triệu người tị nạn từ khu vực Donbass, miền đông Ukraine, trong đó có 730.000 trẻ em được đưa đến với cha mẹ hoặc người giám hộ. Bà khẳng định không ghi nhận trường hợp trẻ em từ miền đông Ukraine bị trách khỏi nhóm người thân và được chuyển đến trung tâm nuôi dưỡng. Phần tin thứ 3 là một phần tin hết sức gọi là hay cũng như thú vị về một cậu bé người Mỹ. Cậu bé dùng xe buýt chở học sinh khi tài xế ngất xỉu. Dietram Revis, 13 tuổi, được ca ngợi vì nỗ lực dừng chiếc xe buýt chở em và các bạn trên một con đường đông đúc ở
Detroit khi tài xế bất tỉnh. Ai đó gọi 911 ngay lập tức. DeLeon, học sinh lớp 7, hét lên với hàng chục học sinh cấp 2 khác trên xe buýt hôm 26 tháng 4. Em đã được ca ngợi như một người hùng khi dừng thành công chiếc xe buýt chở học sinh trong lúc nó đang chuyển hướng về phía đường ngược chiều. Sự việc đã được ghi lại trên một máy quay ngay phía trên tài xế. Đoạn video cho thấy, trước khi bất tỉnh, người lái xe nói qua bộ đàm rằng cô phải tấp vào lề. Vài giây sau, Dion lập tức phản ứng, cậu bé nhấn bàn đạp phanh và nắm chặt vô lăng. Việc làm của cậu bé là hành động dũng cảm và trưởng thành phi thường. Robert Livernoy, tổng giám đốc trường hợp nhất Warren, người có hơn 35 năm trong ngành giáo dục, cho biết cậu bé đã bật khỏi ghế, ném ba lô xuống, lao lên phía trước xe, nắm lấy vô lăng và giúp chiếc xe dừng lại kịp thời. Tôi không biết có thể làm gì khác tốt hơn, Livernoy nói thêm. Steve và Irita River, cha mẹ cậu bé, tỏ ra rất tự hào về hành động dũng cảm của con trai mình. Chúng tôi có một người hùng bé nhỏ, cha Dylan nói. Thằng bé đã ngồi bên tôi khi chúng tôi lái xe trên những con đường quê từ khoảng 4 tuổi. Hành động của con trai khiến tôi vô cùng xúc động, trái tim tôi lạc nhịp, thậm chí tôi muốn xem lại video đó. Tôi không thể diễn tả niềm tự hào của mình, Irita, mẹ Dylan nói. Irita đã hỏi vì sao Dylan biết cách phản ứng trong tình huống như vậy. Cậu bé trả lời rằng, em đã quan sát người tài xế lái xe mỗi ngày và học cách chú ý tới tất cả mọi người xung quanh. Tiếp theo, châu Âu tìm cách cắt dòm năng lượng cuối cùng với Nga. Châu Âu đang tìm giải pháp cắt nguồn khí đốt hóa lỏng nhập từ Nga, từ đó chặn nguồn cung cấp tài chính quan trọng với Moscow. Nhằm tăng cường sức ép với Nga về chiến dịch tại Ukraine, các nước châu Âu năm ngoái quyết định đoạn tuyệt với nguồn nhiên liệu hóa thạch của nước này, cấm nhập khẩu dầu thô và diesel từ Moscow, hạn chế khí đốt qua đường ống, đồng thời tìm kiếm những nhà cung cấp mới để thay thế. Như một lỗ hổng trong các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga là khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Trong năm 2022, các chuyến tàu vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga đến châu Âu tăng vọt khi dòng chảy dầu khí qua đường ống bị cắt giảm đáng kể. Theo dữ liệu hàng hải từ Kipler và Marine Traffic, lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nga nhập khẩu vào châu Âu đã tăng hơn 38% vào năm 2022, lên 15 triệu tấn, mức cao nhất lịch sử. Mặc dù lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng mà châu Âu nhập từ Nga tương đối nhỏ, việc duy trì hoạt động này đã phần nào làm xíu nỗ lực mà phương Tây theo đuổi nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng của Moscow. Chúng cũng chiếm một nửa năng lượng khí đốt mà châu Âu vẫn nhập từ Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát năm ngoái để chuẩn bị cho mùa đông. Năm ngoái, để chuẩn bị cho mùa đông, châu Âu cần tất cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng mà họ có thể nhận được. Vì thế họ nhận mọi chuyến hàng có mặt trên thị trường. Sinan, phó chủ tịch cấp cao về nghiên cứu khí đốt và khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại công ty tư vấn Rystad Energy, trụ sở ở Oslo, Na Uy cho hay, một mùa đông ấm hơn bình thường đã giúp châu Âu vượt qua thời khắc khó khăn với lượng khí đốt dự trữ lớn hơn nhiều so với lượng dự kiến. Tính đến đầu tháng 4, các kho dự trữ khí đốt của khu vực được lắp đầy khoảng 55%, mức kỷ lục đối với thời điểm này trong năm, cao hơn gần 30 điểm phần trăm so với năm 2022, theo dữ liệu từ Tổ chức Cơ sở Hạ tầng Khí đốt châu Âu, trụ sở tại Brussels, Bỉ. Nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập từ Nga được coi là một trong những yếu tố giúp châu Âu đạt được kết quả này. Các đất nguồn nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng này sẽ là hành động cuối cùng trong chiến lược quyết liệt của châu Âu nhằm thoát khỏi tình trạng phụ thuộc vào năng lượng Nga. Ủy viên năng lượng Liên minh châu Âu-EU, Carrie Simpson, đã yêu cầu các công ty trong khu vực hạn chế ký hợp đồng mới với các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nga. Hà Lan, một trong những nhà nhập khẩu lớn nhất châu Âu, cho biết họ đã cấm ký hợp đồng nhập khẩu mới và yêu cầu các công ty loại bỏ dần khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nga khỏi hệ thống cửa hàng của họ. Tuy nhiên, những hợp đồng hiện tại không thể bị phá nếu không có các biện pháp thống nhất trên toàn EU. Loại biện pháp gây áp lực của EU đối với Nga nay chỉ vẫn tập trung vào trừng phạt, điều đòi hỏi 27 quốc gia thành viên phải đồng thuận, nhưng đề xuất mới hướng đến việc cho phép mọi nước thành viên áp lệnh hạn chế nhập khẩu riêng, đồng thời ngăn các công ty Nga đặt chỗ lưu trữ tại những kho khí đốt tự nhiên hóa lỏng của họ. Về mặt chính trị, việc tiếp tục nhập khí đốt tự nhiên hóa lỏng Nga sẽ trở nên không bền vững và sớm hay muộn chúng ta phải cắt giảm chúng. Nếu không, tổng hại về chính trị và hình ảnh sẽ chắc chắn sẽ cao hơn chi phí kinh tế, Talia Petrica nhấn mạnh.
Và bây giờ chúng ta mới bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, cũng là bản tin hay nhất, thú vị nhất, hấp dẫn nhất trong ngày luôn nha mọi người, trong ngày lễ mùng 10 tháng 3 này luôn. Và để biết được bản tin cuối cùng hay, hấp dẫn và thú vị như thế nào, tôi hãy bắt đầu với bản tin ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Triều Tiên cảnh báo rủi ro từ thỏa thuận phòng thủ Mỹ Hàn. Em gái lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo thỏa thuận giữa Washington và Seoul nhằm tăng cường khả năng răn đe Bình Nhưỡng sẽ tạo ra nguy hiểm nghiêm trọng. Trong phản ứng đầu tiên của Bình Nhưỡng trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ở Washington, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-yeon, hiện là ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Bình Nhưỡng vẫn tin rằng khả năng răn đe hạt nhân của họ cần phải hoàn thiện hơn nữa. Kẻ thù càng triển khai nhiều vũ khí hạt nhân đến khu vực lân cận bán đảo Triều Tiên và tập trận chiến tranh hạt nhân, chúng tôi sẽ càng thực hiện quyền tự vệ của mình mạnh mẽ hơn, bà tuyên bố. Thỏa thuận Mỹ Hàn sẽ chỉ khiến hòa bình và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á và thế giới gặp nguy hiểm nghiêm trọng hơn, và đó là một hành động không bao giờ được hoan nghênh. Mỹ và Hàn Quốc từng qua tuyên bố Triều Tiên sẽ phải chịu một phản ứng hạt nhân quyết liệt từ hai nước này và đối mặt dấu chấm hết nếu Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Seoul hoặc Washington. Theo tuyên bố Washington được công bố ngày 26 tháng 4, Mỹ sẽ trao cho Hàn Quốc chiếc ô hạt nhân vững chắc bằng việc cam kết triển khai tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa đạn đạo tới nước này nhằm tăng cường khả năng răn đe Triều Tiên. Bất chấp nhiều năm bị áp lệnh trừng phạt, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa bị cấm. Năm ngoái, Triều Tiên tuyên bố mình là một cường quốc hạt nhân không thể đảo ngược, khép lại cánh cửa đàm phán phi hạt nhân hóa. Triều Tiên từ đầu năm đến nay liên tiếp phóng tên lửa, trong đó có vụ thử tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn đầu tiên của nước này, một bước đột phá kỹ thuật quan trọng đối với quân đội. Để phản ứng, Washington và Seoul đã tăng cường hợp tác quốc phòng, tổ chức các cuộc tập trận chung khiến Bình Nhưỡng nổi giận. Cái đó mà những bản tin hay nhất trong ngày đã kết thúc rồi. Thì bây giờ cuối video thì mình xin kính chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình, người thân, bạn bè của mình, và sẽ có những chuyến đi gọi là an toàn, ít kẹt xe và cũng như là trải nghiệm được nhiều thứ khác hơn sau những cái giờ mà chúng ta làm việc mệt nhọc cũng như là học tập căng thẳng luôn nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc hôm nay thì mình xin cảm ơn tới các bạn và chúc các bạn có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ bên gia đình và người thân bạn bè của mình nhé. Bye bye.